quý vị đang đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 5. Hãy cùng gặp gỡ các nhà đấu giá trong đêm đấu giá hôm nay. Nhà đấu giá số 1, nghệ sĩ Đại Nghĩa. Nhà đấu giá số 2, ca sĩ Hoài Lâm. Nhà đấu giá số 3, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhà đấu giá số 4, ca sĩ Quang Hà. Nhà đấu giá số 5, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và cùng chào đón người điều khiển cuộc đấu giá hôm nay, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 5. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Và tối nay sẽ tiếp tục là sàn chiến của những giọng ca mới, và chương trình này, sân chơi này sẽ không thể kịch tính nếu như thiếu tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay và các thành viên của ban đấu giá, đó là các nghệ sĩ khách mời. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với họ, quý vị nhé. Xin chào ban đấu giá. Ngày hôm nay Đại Nghĩa đã phá bỏ một cái lời nguyền. Đúng không anh? Một chiếc ghế mà tất cả chúng tôi đang cho nó là không may mắn, nhưng anh đã ngồi vào đó và giành chiến thắng trong một tập. Đó. Không à, cái đó chẳng qua là chúng tôi nhường thôi. Nào giờ anh chơi lên chơi khô máu không anh Long à? Vậy thì kể tập này tôi sẽ không nhường nữa. Tôi chỉ muốn là những cái người nào mà mới vào đó, dạ, thì chúng ta phải dùng những cái sự ưu ái và yêu thương chan chứa. Anh đang nói ai vậy? À, Đại Nghĩa. Vừa rồi là ảnh mới vào mà, cho nên là mình phải làm gì, mình phải giữ kẻ. Dạ. Trời, anh nghĩ anh chặt chém dữ lắm mà để cho bé Lâm ngồi đây tội nghiệp. Không, mời Vân ngồi đó. Chị ơi, em chưa bao giờ có định chặt chém ai. Nhất là với Hoài Lâm nữa, em lại càng không hề có ý định là chặt chém gì hết. Dạ. Một là con phải ngồi kế chú, hai là phải ngồi kế cô Hồng Vân. Chị đó, thôi. Không được cho ai nắm tay con dơ lên, nghe chưa? Con phải tự lực cánh sinh. Em vẫn mang tâm thế đến để học hỏi, giao lưu với các bạn. Em đến giao lưu thì được, nhưng mà đừng học gì ở đây hết trơn. Tại sao? Ở đây toàn là chiêu trò tiểu xảo được kia. Mình nói là kiểu nói giảm nó tránh á, mình nói hoạch tẹt ra là thủ đoạn em. Ghê lắm, đừng học gì ở đây hết trơn rồi. Yên tâm, bữa nay anh sẽ về đội với Hoài Lâm nha. Thanh chúc cho ban đấu giá của chúng ta ngày hôm nay sẽ giữ một cái hòa khí nhất định. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả ở đây một lần nữa vì đã luôn đồng hành cùng với Sàn Chiến Giọng Hát đến nay đã là mùa thứ 5. Và chính tất cả quý vị ở đây là người mà giúp chúng tôi đưa ra những kết quả chính xác nhất. Và bây giờ, Sàn Chiến Giọng Hát đêm nay chính thức bắt đầu bằng một ca khúc. Xin mời quý vị thưởng thức. Thưa quý vị, đó là ca khúc Mưa Trên Quê Hương. Cô gái vị trí số 3 ỷ mình có cái tà áo cho nên là quơ bất chấp luôn. Đúng không anh Nghĩa? Cái đó thì nhiều. Cái đó thấy rất là rõ luôn á. Thưa quý vị, bây giờ Khanh sẽ mở 4 chiếc micro này để chúng ta nhìn thấy gương mặt của 4 người chơi trong ngày hôm nay. Hãy cùng Khanh mở vị trí số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ mở vị trí số 2. Và bây giờ hãy cùng Khanh mở vị trí số 3.
trời đất ơi, phú hồn mày đã che mặt này kia đồ. Tiếp theo vị trí số 4. Quá trời quá đất cho bà này rồi. Trời đất ơi. Thưa quý vị, đây là bốn gương mặt sẽ tranh tài trong đêm nay. Hoài Lâm ơi, giúp Khanh chọn ra vị trí đầu tiên. Em chọn con số mà em thích, đó là con số 4. Hãy cùng Khanh tìm hiểu về chàng trai vị trí số 4. Bây giờ chúng ta sẽ nghe hai dữ kiện của chàng trai này. Đầu tiên là quyết đoán. Và dữ kiện thứ hai, trả nợ. Trả nợ ở đây có nghĩa là trả nợ nợ tình. Nhìn bạn là có vẻ là không đồng ý với việc trả nợ. Chắc là trả tình. Đẹp ngon lành quá không em? Dạ đâu vâng. Thiếu tiền đâu trả nợ. Dạ vâng. Còn quyết đoán thì em nghĩ đâu đó hình như là nói về tính cách của bạn ấy. Cái sự quyết đoán là nó thể hiện ngay từ lúc bạn đó hát á. Tại vì sao? Đứng kế bên là cái bà số 3 với múa tung chảo. Cho nên là tự nhiên mình thấy cái anh bạn này, anh đứng nghiêm túc, anh hát. Nhưng mà trong cái kiểu quyết đoán, tôi không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh á. Bên kia có múa cỡ nào thì múa, bên đây tôi vẫn kiên định và tôi đứng hát. Rồi còn trả nợ, hay là tại vì bạn mượn nợ để bạn làm album rồi cũng xong rồi à. Là sau này bạn phải trả nợ, không. Xác định là trả nợ cho người chưa ta. Chưa chắc chị ơi. Bằng mọi cách là, có nghĩa là mình còn phấn đấu hơn trong âm nhạc nữa, đi hát nhiều để trả nợ cho người ta. Ví dụ chắc chắn không phải là thiếu nợ tiền. Nó sẽ phải là một cái món nợ gì đó, một cái món nợ ân tình. Ví dụ ngày xưa ba mẹ bạn ấy cũng đã từng mong muốn trở thành ca sĩ nhưng mà chưa thực hiện được, và xem như đó là một cái món nợ đối với cuộc đời của mình á. Thì giờ bạn ấy giúp mẹ bạn, giúp ba bạn trả cái món nợ đời đó vậy thôi. Anh nghĩ là vậy đủ rồi đó. Không cần phải đấu giá đi đúng không anh? Dạ, phiên đấu giá thứ nhất bắt đầu. Thưa quý vị, ở phiên đấu giá thứ nhất, thời gian là 90 giây và số tiền khởi điểm là 500.000 đồng. Tất cả đã sẵn sàng rồi. Bắt đầu. 500. Hoài Lâm 500.000. 1 triệu. Anh Đại Nghĩa 1 triệu. 1 triệu rưỡi. Diệu Vân 1 triệu. 2 triệu. 2. Hoài Lâm 2 triệu. 2 triệu rưỡi. Diệu Vân 2 triệu rưỡi. 3 triệu. Anh Nghĩa 3 triệu. 3 triệu. 3 triệu rưỡi. Hoài Lâm 3 triệu rưỡi. 4 triệu. Anh Nghĩa 4 triệu. 4 triệu rưỡi. Anh Long 4 rưỡi. 5 triệu. Anh Qua 5 triệu. 5 rưỡi. 6. 6 triệu. Hoài Lâm 6 triệu. Anh Nghĩa 6 rưỡi. 7. Anh Long 7 triệu. 8. 7 rưỡi. Hoài Lâm 7 triệu rưỡi hợp lệ. 8. 8. Anh Long đã 8 triệu rồi. 8 rưỡi. Anh Nghĩa 8 rưỡi. 9. Anh Long 9 triệu. 9 rưỡi. Diệu Vân 9 10. Rưỡi. 10. 10 rưỡi. 10 rưỡi. Anh Nghĩa 10 triệu 500 nghìn đồng. Anh Long 11. Anh Hà có 11 vô nữa rưỡi. À. 11 rưỡi. 12. 12. 12 rưỡi. 13. Chị Hồng Vân 13. Chị Hồng Vân 13 triệu. 13 rưỡi. 14. 14 rưỡi. Lâm ơi nhớ để dành tiền, đừng để người ta đóng xài hết tiền nghe cưng. 15. 15 rưỡi. 16. 16 rưỡi. 17. 17 rưỡi. 18. 18 rưỡi. 19. 19 rưỡi. 20. 20 rưỡi. Tiếp nữa đi à. 21. Triệu Vân 21. 21 rưỡi. 21 rưỡi lần 1. 22 rưỡi. Bên đây 22 rưỡi lần 1. 22 rưỡi lần 23. 23. 23 rưỡi. 23 rưỡi. 24. 24 rưỡi. 25 rưỡi. 25 rưỡi. 26. 26 rưỡi. 26 rưỡi. 27. Hết giờ rồi. Ủa mà sao 24 rưỡi mà lên tới 26 rưỡi là sao? Đúng rồi. Anh Nghĩa lên rồi anh Long ạ. Em ra con số nào em khều Lâm liền, lên liền con số đó. Lâm ơi, xem không nghĩ rằng anh Nghĩa đang cố tình để cho em dùng tiền quá nhiều ngay từ phiên đấu giá thứ nhất. Dạ em có quyền trả lại mà. Trời ơi. Trời ơi. Người ta nắm luật trong lòng bàn tay. Thưa quý vị, ca sĩ Hoài Lâm đã sở hữu tiếng hát của người chơi vị trí số 4 với số tiền là 26 triệu 500 nghìn đồng. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ xem chàng trai biểu diễn, xin mời. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đau em, nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm em. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây,
Nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi. Hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Ôi, đời là đại dương mênh mông. Tình là sợi ta mong manh. Và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng anh đành. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay bèo trong đêm. Nỗi sầu đâu em, nước mắt không đêm là chuỗi ngày ấm mềm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây. Nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi. Hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Mai sau mình không còn bên nhau. Nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay bèo trong đêm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay bèo trong đêm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay bèo trong đêm. Và đó là Tình là sợi tơ, xin được giới thiệu tiếng hát Đào Trung Tín. Lần đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến anh MC Bạch Công Khanh cùng ban đấu giá, tất cả khán giả có mặt trong trường quay và cũng như khán giả đang xem truyền hình. Lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Xin chào Đào Trung Tín, đây là tiếng hát đầu tiên trong đêm nay. Và chúc mừng cho Hoài Lâm, giọng hát này em vừa sở hữu với số tiền là 26 triệu 500 nghìn đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe Đào Trung Tín chia sẻ về hai dữ kiện. Xin mời. Dữ kiện đầu tiên là quyết đoán. Em có 3 năm học đại học ngành công nghệ thông tin. Và em đã từ bỏ 3 năm luôn để em đi theo con đường là đi học nghệ thuật. Đem học sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên ngành thanh nhạc. Và đã tốt nghiệp năm 2022 ạ. Năm ngoái. Dạ. Nói chung là rẽ qua một cái hướng khác hoàn toàn không liên quan nhưng mà vẫn quyết đoán với cái điều đó đúng không? Dạ, cũng có một cái dự kiện quyết đoán nữa là em có gặp anh Đại Nghĩa trong một cái chương trình khác. Ủa, em hả? Cũng là một thí sinh. À. Và có một buổi trao đổi sau chương trình thì anh có nói với em một câu. Anh biết em là một thí sinh trẻ, đường đời cũng rất là dài, cho nên em phải cố gắng và kiên định với những cái con đường mà mình đang quyết định. Trong lúc đó là em đang mới chuyển từ này, từ một cái ngành này qua cái ngành thanh nhạc. Và đó cũng là cái điều mà làm khiến em quyết đoán nhiều hơn. Câu nói đó là tiếp thêm động lực cho Trung Tín. Và dự kiện thứ hai là trả nợ. Trả nợ ở đây là em muốn trả một cái món nợ đến cho cha mẹ của mình. Có lẽ là trả nợ ân tình là nhiều nhất. Tại vì bố mẹ em bỏ một số tiền khá lớn vào 3 năm đại học, nhưng mà em vẫn chọn cái đam mê của em. Và em không màng đến cái vấn đề về những gì bố mẹ đã đang nuôi nấng em đến bây giờ. Nhưng mà sau này khi ngẫm nghĩ lại thì em lại thấy cái con đường em đang muốn đi nó phải là một con đường nó vững chãi và để có thể giúp em trả lại cái phần mà em đã thiếu bao năm nay của ba mẹ, để có thể
giúp lại là em gái của em đã đi học. Và hiện tại vẫn đang là có một cái nguồn gọi là đi làm nghệ thuật để có thể giúp đỡ nhiều hơn. À, anh chỉ tiếc là một điều là anh không nhớ bạn là anh đã gặp trong chương trình nào. Anh thấy rằng là sau những cái lời khuyên của mình thì bạn ấy đã có một cái sự thay đổi, đã có sự quyết định. Thì trước tiên đó đã là sự thành công rồi. Với em, thành công là đã dám thay đổi một cái con đường mà em đang đi để rẽ sang một con đường hoàn toàn khác. Bởi vì khi em đi trên con đường đó, nó mới chính là em. Em là có phong cách cuốn hút và biểu diễn rất là tốt. Thế nhưng có lẽ là một phần do là em là người thi đầu tiên nữa, thế nên anh nghĩ rằng là mình cũng có những cái áp lực. Em không biết là bạn có bị tâm lý gì không, nhưng mà em nghe khi mà bạn hát bạn không có kiểm soát cái giọng của bạn nhiều. Nhưng mà bắt đầu từ gian tấu trở đi đó, bạn tự tin hơn và bạn hát chuẩn hơn. Nhưng mà Khanh nghĩ là với sức trẻ này và con đường nghệ thuật của bạn ấy chắc chắn sẽ vẫn còn rất là thênh thang. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát này. Và cảm ơn ban đấu giá một lần nữa vì đã dành những lời nhận xét rất là chân thành dành cho Đào Trung Tín. Xin mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Đào Trung Tín. Xin mời. Đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát và ngay bây giờ Khanh sẽ mở phong bì để xem Đào Trung Tín nhận được bao nhiêu điểm nhé. Số điểm dành cho Đào Trung Tín là 90 điểm. Cao nha, 90 điểm. Chúc mừng Đào Trung Tín. Hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ biết sự lựa chọn của anh Kim Tử Long. Không biết là anh sẽ chọn số 1, 2 hay 3? Số 3. Lý do gì ạ? Thích. Em đồng ý với Long. Chúng ta cùng tìm hiểu về cô gái vị trí số 3. Thưa quý vị, cô gái này cũng có hai dữ kiện. Và dữ kiện thứ nhất là thanh xuân. Và dữ kiện thứ hai, ánh đèn. Cái thời trẻ của bạn á, là bạn đã đi theo một cái đoàn hát hay là năm kỳ lục tỉnh? Con nhà kiểu như gia đình cũng là người làm nghệ thuật á chị. Thì đó, đó. Từ nhỏ theo cha, theo mẹ vào trong đoàn hát á. Đóng rủi đó. Con bạn đã lắc đầu kìa. Bây giờ sẽ là phiên đấu giá thứ hai thưa quý vị. Phiên đấu giá thứ hai, thời gian là 60 giây và số tiền khởi điểm là 1 triệu đồng. Mỗi lần tăng thì các nhà đấu giá chỉ được phép tăng thêm 1 triệu đồng mà thôi. Và tất cả sẵn sàng rồi, phiên đấu giá thứ hai bắt đầu. Vô. 1 triệu. Hoài Long 1 triệu. 2 triệu. Anh Đại Nghĩa 2 triệu. 3 triệu. Hoài Long 3 triệu. 4. Anh Đại Nghĩa 4 triệu. 5 triệu. Anh Kim Tử Long 5 triệu. 6. Anh Hà có vô không anh? Anh Đại Nghĩa 6 triệu. 7 triệu. Anh Hà 7 triệu. 8 triệu. Diệu Vân 8 triệu. 9 triệu. Anh Hà 9 triệu. 10 triệu. Anh Long 10 triệu. 11 triệu. Anh Hà 11. Anh Nghĩa 12. 13 triệu. Anh Hoàng 13. 14. Anh Nghĩa 14. 15 triệu. Diệu Vân 15. Anh Long ơi. 16 triệu. Anh Hà 16 rồi. 17. 18 triệu. 18 lần 1. 19. 19. 20 triệu. 20 lần 1. 21. 22 triệu. Anh Hà 22. 23. Anh Đại Nghĩa 23. Anh Hà 24. 25. 26 triệu. Con số không dừng lại đâu à. 27. 27 rồi. 28 triệu. 28. 29. 30. Chốt. 30. Wow. Trời ơi, tôi quên. Chúc mừng anh Quang Hà. 30 triệu đã được sử dụng ở phiên đấu giá này. Và anh Quang Hà đang sở hữu tiếng hát của người chơi vị trí số 3. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cô gái ấy biểu diễn. Thank you.
nghe biển hát dịu dàng như lời ru từ thuở ấu thơ, nghe lời mẹ hát mơ màng con say, dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ, bao nhiêu đắng cay đắng cay u buồn, lời ru của mẹ vẫn thấm đượm tình yêu lời xưa còn đó vang vọng buồn bề, nơi tim con lời xưa mãi ghi nhớ âm thầm, thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã phơi phai theo tháng ngày, và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi, đời dù xa rời giấc mơ thơ ấu vẫn mong cho con ấm êm một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui, mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời, dù cho nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã phai màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buồn, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Cơn đó vang vọng buồn bề, nơi tim con lời ru mãi ghi nhớ âm thầm, thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã phơi phai theo tháng ngày, và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi, lời ru xa rời giấc mơ thơ vẫn mong cho con ấm êm một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui, mẹ đã nâng con dậy đã phai tàn, dù cho tóc đã phai màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buồn, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương, vẫn mong cho con ấm êm một đời, dù cho nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Thưa quý vị, đó là ca khúc Lời ru cho con và tiếng hát Anh Thúy. Trời ơi, Anh Thúy. Bởi vậy đó, trời ơi, sao cái mặt này quen quá trời quen vậy nè. Em chào chị Anh Thúy. Dạ, lời đầu tiên Anh Thúy xin được gửi lời chào đến ban đấu giá, các nghệ sĩ rất là đáng mến, gửi lời chào đến MC đẹp trai dễ thương Bạch Công Khanh, xin gửi lời chào đến tất cả vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tinh thần cho Thúy Sinh ạ. Và lời cuối cùng là xin được gửi đến khán giả đang theo dõi chương trình Sáng Kiến Giọng Hát trên VTV3 lời chào thương thương nhất. Bây giờ chị Anh Thúy sẽ chia sẻ cho chúng ta về hai dữ kiện ạ.
Đầu tiên là Thanh Xuân, thì có nghĩa là từ nhỏ đến lớn thì là Thúy đã góp mặt trong tất cả các băng video thiếu nhi. Từ đó đến bây giờ là cũng gắn liền với âm nhạc. Rồi sau đó là khi mà lên cấp 3 thì tham gia đời đầu của các giám mắt ngọc mây trắng. Rồi sau mình thi tiếng trên truyền hình, rồi cũng có những cái bài các bạn yêu cầu hãy hát lên, rồi cho anh của cho team em. Xong rồi tới đi lấy chồng, sinh con là nghỉ, coi như là tắt đèn. Đi bao nhiêu năm rồi? Tắt điện luôn. Bao nhiêu năm rồi? 8 năm. Cái lý do mà em rút khỏi sân khấu thì cũng là vì con. Có nghĩa là em muốn toàn âm toàn ý chăm cho con. Mà với lại cái bài này là cũng là có ý nghĩa, có nghĩa là cho dù bây giờ em có quay lại nữa thì gia đình vẫn là quan trọng. Thế thì bây giờ dự kiện thứ hai là Ánh Đèn, nó có liên quan Ánh Đèn không ạ? Có nghĩa là bây giờ mình muốn bước lại sân khấu là Ánh Đèn, nhưng mà không phải mục đích để tìm một ánh hào quang hay là một cái vị trí nào đó, thì em muốn đến với sàn chiến giọng hát là tại vì cái chương trình này em cũng có xem và cảm thấy là ở đây quy tụ rất là nhiều giọng hát, thì em có thể là tiếp cận được với nhiều đối tượng, là cũng như là mình tiếp cận được với âm nhạc. Tại vì mình ở nhà quá lâu thì em nghĩ là cái tư duy âm nhạc của mình nó đôi khi nó lỗi thời á, mình chưa có tiếp cận được, thì bây giờ mình phải tự đứng ra và trải nghiệm thực tế rồi lắng nghe. Cảm ơn chia sẻ của chị Anh Thúy ạ. Em quay trở lại với cái lần này mà cái giọng em nó vẫn khỏe, nó vẫn phải là quá nội lực như vậy thì em giữ được phong độ rất là hay, bởi vì em đã đi hát từ hồi nhỏ xíu rồi. Em của ngày xưa lúc đó là một cô bé, và anh ấn tượng là bởi vì cái giọng em lúc đó cũng rất là khỏe. Nhưng mà chỉ vậy thôi, sau khi biết rằng em đã là một người mẹ thì mình hiểu à, em cũng sẽ có những đối tượng khán giả của em. Và nếu như bây giờ em đã là mẹ thì sẽ có rất nhiều bà mẹ rất nhiều những bà mẹ khác sẽ là fan của em, nếu như câu chuyện của em được lan tỏa đến tất cả mọi người. Vì sao? Có nghĩa là dù chúng ta đã có gia đình, dù chúng ta đã bận bịu với cái thiên chức của người phụ nữ, nhưng chúng ta vẫn có thể cống hiến, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống với cái đam mê đó của mình. Thưa quý vị khán giả tại trường quay, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị bình chọn cho tiếng hát của chị Anh Thúy. Xin mời. Đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát, và ngay bây giờ Khanh muốn biết quyết định của anh Quang Hà với tiếng hát của chị Anh Thúy, anh sẽ trả hay là không trả? Một giọng hát hay như vậy, một người đồng nghiệp của tôi bao nhiêu năm thì làm sao có quyết định là trả được, không bao giờ trả, giữ. Cảm ơn Quang Hà rất nhiều. Thật ra đây là thủ tục thôi ạ. Thưa quý vị, bây giờ với tiếng hát của Đào Trung Tín, chúng ta sẽ nghe quyết định của Hoài Lâm. Hoài Lâm đang sở hữu tiếng hát này với số tiền là 26 triệu 500 nghìn đồng. Và Đào Trung Tín đang nhận được 90 điểm. Bây giờ quyết định của em là giữ lại thì anh sẽ mở phong bì này. Nhưng nếu như em gửi trả lại tiếng hát của Đào Trung Tín cho chương trình thì em sẽ có lại 30 triệu. Đó là tùy thuộc vào quyết định của Lâm. Xin mời. Vâng, em... chắc là em sẽ trả. Quyết định của em là trả. Có nghĩa là chúng ta phải tạm chia tay với Đào Trung Tín tại đây. Và Hoài Lâm vừa hoàn lại số tiền đúng như ban đầu của mình có, đó là 30 triệu. Và điều này đồng nghĩa với việc chị Anh Thúy sẽ tiếp tục với sàn chiến giọng hát. Tuy nhiên Khanh vẫn rất muốn biết trong đây là bao nhiêu điểm, để xem tình cảm của quý vị khán giả tại đây dành cho chị Anh Thúy như thế nào. Số điểm là... Wow! 93 điểm. Chênh lệch 3 điểm. Đào Trung Tín ơi, lát nữa cuối chương trình chúng ta sẽ gặp lại nha. Và bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá thứ 3. Thưa quý vị, sau khi kết thúc hai phiên đấu giá thì anh Quang Hà đang sở hữu tiếng hát của chị Anh Thúy với số tiền đấu giá là 30 triệu đồng. Và Hoài Lâm cũng vừa có lại trọn vẹn 30 triệu đồng. Tính ra đây mới là chàng trai quyết đoán nè. Lúc đầu nói là y như rằng là sẽ làm. Bây giờ Khanh mời anh Quang Hà chọn giúp Khanh vị trí số 1 hoặc là số 2 ạ. Nam, nữ, nam. Hà sẽ chọn số 2. Hãy cùng Khanh tìm hiểu về chàng trai vị trí số 2.
Thưa quý vị, chàng trai này sẽ có hai dữ kiện. Xin mời bạn chia sẻ về dữ kiện đầu tiên. Có lỗi. Và dữ kiện thứ hai. Đối lập. Bạn số 2 có lỗi là chắc có lẽ là bạn ấy đã cãi cha mẹ một cái điều gì đó. Khi cha mẹ muốn bạn ấy làm một cái công việc là phải đi học nè. Dạ. Trở thành một bác sĩ, một luật sư gì đó. Nhưng mà bạn ấy đã cãi lại, không làm theo những lời của cha mẹ dạy. Dạ. Để mà đi theo cái con đường mình chọn, đó là ca hát. Đối lập là sau khi mà bạn ấy đã trở thành ca sĩ rồi đó, thì ba bạn ấy hoặc mẹ bạn ấy đã phản đối kịch liệt. Có lúc mà với ba mẹ gây cấn vì cái chuyện là con chọn nghề ca hát, đối lại với cha mẹ. Và có những cái lúc mà phải bỏ nhà ra đi vì cái sự đối lập đó. Có lỗi, biết đâu là bạn ấy đã làm một cái chuyện gì đó có lỗi với người yêu mình. Biết đâu là bạn với người yêu đã có những cái sự mà thân mật gần gũi quá, đúng không? Cho nên là bây giờ tự nhiên phải ràng buộc cái trách nhiệm là một người làm cha chẳng hạn. Chưa sẵn sàng. Một người bố trẻ chưa sẵn sàng với câu chuyện đó. Là vì quá mê ca nhạc thành đó. Ra là bỏ đi để theo đuổi đam mê. Theo đuổi đam mê. Có người vợ và đứa con đang hoài thai trong nhà. Dạ, đó. Có lỗi với cái người phụ nữ ở quê nhà. Đó. Hình ảnh đó đeo đuổi bạn. Hình ảnh đó, bây giờ đeo đuổi cho tới bây giờ luôn. Và bây giờ người phụ nữ kia ở dưới quê đang vẫn đang rất lam lũ, còn bạn lộng lẫy đứng đây, hai hình ảnh đối lập quá. Khánh nghĩ là quá đầy đủ chất liệu để chúng ta bắt đầu đấu giá rồi đấy ạ. Vì đấu giá thứ ba bắt đầu. Thưa quý vị, phiên đấu giá thứ 3 thì thời gian là 30 giây và số tiền khởi điểm là 2 triệu đồng. Phiên đấu giá thứ 3. Bắt đầu. 2 triệu. Anh Đại Nghĩa 2 triệu. 4 triệu. Kiều Vân 4 triệu. 6 triệu. 8 triệu. Anh Đại Nghĩa 8 triệu. 10 triệu. Kiều Vân 10 triệu. 12. Anh Nghĩa 12. 14. 16. 14. Anh Nghĩa 16. Mấy rồi? Mấy? Mới 16 à chị Vân ơi. 18. Kiều Vân 20. Anh Nghĩa 20. 20 rồi. 22. 22. Hoài Lâm đang 22 triệu. 24. 24. 26. 26 lần 1. 26 lần 2. 26 lần 3. 28. 30. Chúc. Chúc mừng anh Đại Nghĩa đã sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 2 với 30 triệu đồng. Bây giờ sẽ là phần biểu diễn của chàng trai ở vị trí số 2. Xin mời. Trời buồn khi em xa vắng, tình sâu khi ta xót xa. Vì một người đi không trở lại, trong ngàn năm ta thương nhớ. Tìm được gì khi ta đã mơ? Dĩ vãng bay xa tầm tay, và một người ra đi cuối trời, cho một người ngồi đây nhớ thương. Khi bên nhau sợ câu xa từ, sớm một ngày ta sẽ mơ. Nụ hôn cuối, nhìn cuộc đời xung quanh vắng tanh. Nay sông đời ôi xin đứng lại, cho từ nay ta không cách xa.
vẫn nhớ tới người. Nay tặng người một nụ hôn cuối. Nhìn cuộc đời xung quanh vắng tanh. Nay dùng đời ôi xin đứng lại. Cho từ nay ta không cánh xa. Nay dòng đời ôi xin đứng lại. Cho từ nay ta không cánh xa. Nay dòng đời ôi xin đứng lại. Cho từ nay ta không cánh xa. Thưa quý vị, đó là ca khúc Mãi Mãi Bên Em. Xin giới thiệu tiếng hát Nhâm Nam Thành. Đầu tiên cho phép em chào anh MC Bạch Công Khanh. Xin chào quý cô chú, anh chị nghệ sĩ trong ban Đấu Giá. Và xin chào tất cả quý vị khán giả và tất cả quý vị đang xem chương trình Sàn Chiến Giọng Hát ạ. Xin chào Nhâm Nam Thành. Hãy chia sẻ cho chúng tôi nghe về hai dữ kiện nè. Dạ, tên thật của em là Đặng Trung Thành và nghệ danh đi hát là Nhâm Nam Thành. Em 25 tuổi và đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Em chia sẻ về dữ kiện đầu tiên đó chính là có lỗi. Từ nhỏ thì em đã được bộc lộ khả năng ca hát của mình, thường xuyên tham gia các chương trình cuộc thi của trường và của tỉnh. Và người đồng hành cùng em trên những chuyến đi diễn đó chính là cha của em. Năm đầu tiên em bước chân vào Sài Gòn để học thanh nhạc và đi theo con đường ca hát thì ba của em mắc bệnh ung thư và mất. Và kỷ vật duy nhất của ba em để lại theo em đó chính là chiếc đàn guitar. Tại vì ba của em là một người lính đảo Trường Sa. Ba đàn hát rất là hay và từ nhỏ thì cha đàn cho em hát và tập cho em hát. Cái lỗi của em đó chính là không về gặp mặt ba được lần cuối tại vì lúc đó em ở Sài Gòn. Và cái lỗi thứ hai đó chính là em thấy có lỗi với bản thân và có lỗi với gia đình, có lỗi với những người mà yêu thương em. Tại vì em vào Sài Gòn được 7 năm và đi theo con đường nghệ thuật nhưng mà chưa có thành công nào đánh dấu và chưa được nhiều khán giả biết tới. Và dữ kiện thứ hai đó chính là đối lập. Trong cuộc sống thì em luôn tỏ ra một người tích cực, thân thiện, luôn tạo cho mọi người nhiều niềm vui, tiếng cười. Nhưng khi trở về nhà thì lúc nào cũng thấy cô đơn, mệt mỏi. Và em cảm ơn những điều đó tại vì vì chính điều đó những lúc thăng lúc trầm và nó khiến cho mình mạnh mẽ hơn, bước tiếp được trên con đường này và có thể hát được nhiều thể loại, vui có, buồn có và nhiều thể loại khác nữa. Cảm ơn những chia sẻ của Nhâm Nam Thành. Hoàn cảnh của anh cũng y chang như của em. Bố anh cũng ung thư, rồi bố anh cũng là người duy nhất tác động để anh trở thành ca sĩ. Và bố anh cũng để lại cho anh một cái đàn guitar. Mới gần đây anh cũng vừa xếp lại được một cái MV đó là bố anh ngồi đàn guitar và dạy cho anh hát một bài hát của bố. Thế nên là anh rất là động cảm. Em mới có 25 tuổi thôi. Thế nên là ở ngoài đời còn rất là nhiều phong ba bão tố, còn rất là nhiều và mình tất nhiên là mình mang tất cả những cái điều tích cực của mình để mang đến cho bạn bè trong cuộc đời. Thế nhưng mà về nhà thì anh nghĩ rằng là mình cũng không cần thiết phải ôm cái cô đơn vào trong lòng. Bởi vì mình có buồn hay mình có thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải sống. Và anh nghĩ rằng là mình nên chọn những cái niềm vui để nó đồng hành với cuộc sống của mình thì nó sẽ hay hơn. Em cũng trải qua cái việc đó rồi. Mình trong cuộc đó thì mình sẽ rất là tiêu cực và mình sẽ không thể tìm thấy được cái gì nó có thể làm cho mình phấn chấn hơn để mình có thể làm được công việc tốt hơn. Thì nhưng mà sau đó rồi cuộc hành trình nó cũng phải bắt đầu và khép lại. Chỉ mong bạn là sẽ cố gắng hơn trong tương lai và sẽ biết mình muốn gì và điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu và sẽ phát huy được toàn bộ cái tài năng của mình trong âm nhạc. Khi mà con đi làm, con đối diện với tất cả mọi thứ thì cái cảm xúc của con như thế nào, con cứ việc thể hiện như vậy. Con không cần phải khỏa lấp để mình che giấu cảm xúc của mình. Con biết tại sao không? Tại vì khi con làm như vậy, con tiêu hao cái năng lượng của con rất nhiều. Và sau đó khi con về đến nhà, khi còn chỉ một còn một mình là bắt đầu cái nguồn năng lượng của con nó hết rồi. Con cứ sống với cảm xúc của mình
thật nhất có thể ở mọi hoàn cảnh, mọi nơi và mọi người. Nghe cô đi, cô nói thiệt mà nha con. Chúc con mau chóng lấy lại cái thăng bằng của mình và bỏ cái từ đối lập đó đi nghe con. Cảm ơn cô rất nhiều. Cái cách em phát âm nhả chữ với những cái lời hát của mình á, nó cũng chưa thật sự được trau chuốt, cho nên đó là cái điều em cần phải lưu ý. Cảm ơn Đại Nghĩa. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của Nhâm Nam Thành. Xin mời. Quý vị quay trở lại với sàn chiến giọng hát và đây là phiên đấu giá thứ 3, cho nên bây giờ chúng ta sẽ biết kết quả của anh Đại Nghĩa, anh sẽ quyết định như thế nào với tiếng hát của Nhâm Nam Thành. Anh vừa bỏ ra 30 triệu để sở hữu tiếng hát này và câu chuyện của bạn cũng động lại rất nhiều trong chúng ta. Gửi trả lại là bởi vì anh nghĩ rằng khán giả cũng sẽ là những người rất khách quan để nhận định ra rằng là giọng hát giữa em và Thúy nó vẫn còn là một khoảng cách, và đó cũng sẽ là một cái động lực để mình có thể mình cố gắng hơn, mình rèn luyện, mình học hỏi nhiều hơn nha. Anh vừa có lại 30 triệu đồng và chúng tôi phải tạm chia tay với Nhâm Nam Thành tại đây, và chúng ta sẽ còn gặp lại vào cuối chương trình, và điều đó đồng nghĩa với việc chị anh Thúy tiếp tục với sàn chiến giọng hát ạ. Tuy nhiên theo luật của chương trình thì Khanh vẫn phải mở phong bì này để cho tất cả chúng ta cùng nhau biết số điểm mà quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho Nhâm Nam Thành là bao nhiêu. Số điểm là cao 91 điểm. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và lát nữa chúng ta gặp lại nhé. Bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá cuối cùng. Thưa quý vị, với phiên đấu giá cuối cùng thì chỉ có mỗi anh Quang Hà là không có tiền để tham gia. Tuy nhiên anh đang sở hữu một tiếng hát rất nặng ký của đêm nay, đó chính là chị Anh Thúy. Và chị đang nhận được 93 điểm là lượt bình chọn của khán giả tại trường quay. Bây giờ tất cả hãy cùng Khanh tìm hiểu về cô gái ở vị trí số 1. Thưa quý vị, cô gái này cũng sẽ bắt đầu chia sẻ cho chúng ta về hai dữ kiện. Xin mời. Thổ. Dữ kiện thứ hai. Nhiều màu. Giọng thổ, hát nhiều màu sắc ha, nhiều ấy vậy thôi đó. Thổ là nhà này đất nhiều. Là nhiều đất hả? Nhiều đất. Nhiều màu. Nhiều màu là đất, trồng nhiều cây ăn trái. Nhiều hoa màu. Cảm ơn lâu. Anh Nghĩa, anh đang nghĩ gì về hai dữ kiện này? Thổ thì biết đâu là nhà bạn này có một cái bàn thờ ông thổ địa. Nhà ai không có. Vậy chắc vậy đó. Hát đi. Vậy đi, ừ, vậy đi. Không cần phân tích gì thêm ạ. Đấu đi. Cảm ơn bạn đã giá rất nhiều. Phiên đấu giá thứ tư bắt đầu. Phiên đấu giá thứ tư chỉ có 15 giây thôi và nó sẽ kết thúc sớm hơn nữa nếu như không ai đưa ra một giá trị tiền cao tiếp theo. Phiên đấu giá thứ tư. Bắt đầu. 3 triệu. Triệu bao 3 triệu. 6 triệu. 9 triệu. Nghĩa 9 triệu. Đang 9 triệu rồi à. 12 triệu. 15, 20, 25, 30, 35, 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 mà Nghĩa nói nhiều quá em sợ. Trời ơi, em đã cố tình em nhường cho Lâm nó ra cái giá cuối cùng mà chị cũng nhảy vô chị dành cho cháu nó cho được. Chúc mừng chị đã sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 1. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cô gái ấy biểu diễn. Thank you.
trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chưa giăng xong. Ai tìm mai dưới trăng, nghiêng bóng ngó dài vắng vắng. Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên chúng ta là người. Để gấp con tim làm hai ngang, ngàn phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hạt nhiệm màu. Kịp sáng mang đến làm qua cô dâu, sợ mai kia sương phai hoa úa ao nhau. Em đợi anh, em trọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy anh đi trong để cho mưa lăn la hồi tháng, lén vào trong đi khẽ ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bay trên lá cây không hoang tìm nhau. Ai đông ai đêm hết bao gió sâu. Hồi mùa thu đang su miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá. Liệu cô biết ở nơi nào không, có là nào trông như lá siêu bông. Hơi siêu bông mới hơi siêu bông, bình minh chưa hết, tôi phải tìm sao. Vì mai người ta đã đi mất rồi. Liệu cô biết ở nơi nào không, có
mai người ta đã đi. Thưa quý vị, một ca khúc rất là quen thuộc trong thời điểm hiện nay, Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, và tiếng hát Trương Bảo Yến. Lời đầu tiên thì cho em xin được gửi tới ban đầu giá dạ, và tất cả các anh chị em cũng như là bạn bè trong trường quanh hôm nay, và những khán giả đang xem truyền hình Sản Chiến Song Hát ạ. Một lời kính chúc sức khỏe và lời kính chào yêu thương nhất ạ. Xin chào Trương Bảo Yến ạ. Bây giờ Trương Bảo Yến hãy chia sẻ cho chúng tôi về hai dữ kiện nhé. Dữ kiện đầu tiên là thổ. Thổ nghĩa là dân tộc Thổ ạ. Dạ. Em là một người con dân tộc Thổ, sống ở miền Tây phía Bắc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ạ. Dạ. Thổ ở đây là dân tộc Thổ, cho nên đó là lý do vì sao mà Khánh mới nói là các nhà đấu giá chúng ta đừng nghĩ là các dữ kiện nó đơn giản như mình nghĩ. Trong nghệ thuật ở dân tộc Thổ thì có cái gì đặc trưng không? Có làn điệu cồng chiêng, có làn điệu dân ca đu đu điềng điềng. Thế thì bạn có thể gửi cho chúng tôi một đoạn ngắn trong cái làn điệu mà đặc trưng nhất của dân tộc Thổ nè. Em xin gửi tặng tất cả mọi người trong trường quay cũng như các anh các chị một làn điệu dân ca của dân tộc Thổ, đu đu điềng điềng. Đu đu điềng điềng sông đá chiêng mà về răng khu về mẫn dù nhà ngay về mẫn mãi nhà em thề một tông bông riêng cho em ngước tay bồ lấy cây lớn con bồ nấm răng tông mong bồ lỡ chờ lòng trong bắt con ca lòng tí chớ bắt đi ca lơ ở nhà tâm bố tâm bèn cạc lên riêng cho cao bữa sao bữa trưa em về em ăn ùn mềm. Ôi dễ thương ha. Ý nghĩa của đoạn hát này như thế nào Bảo Yến? Nói về tình cảm vợ chồng yêu đương, khi mà yêu xong ví dụ như giống như kiểu là yêu trèo đèo lội suối. Kiểu như vậy á. Dạ, xong rồi sinh cho anh nhiều đứa. như vậy. Đứa này ở nhà, đứa kia đi chợ. Đứa ở nhà thì phải xay bột làm bánh. Nhiều khi chỉ nói về những sinh hoạt rất đơn giản trong gia đình thôi. Chúng ta đến với dữ kiện thứ hai đi. Là em có thể hát được khá nhiều dòng nhạc ạ. Đâu có, hồi nãy anh Long đoán là nhà bạn chồng nhiều rau củ. Hát được nhiều dòng nhạc. Hát được nhiều dòng nhạc hả? Em hát được bolero và dân ca miền Trung. Nhưng mà nếu hát được nhiều dòng nhạc, bạn hát được nhạc sôi động không? Dạ được. Được luôn. Dạ. Hay bạn hát tặng chúng tôi một câu hát trong một bài sôi động đi. Để em được ngã nâng lên một chiếc sofa, để nghe một phút giây yên bình đến khi lạ. Để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kéo xa. Cho anh tôi mệt mỏi nghĩ suy, người ơi hãy nói em nghe một lý do đi. Hay. Hay quá, quá hay. Tại vì hồi nãy mình cứ hình dung là khi cô ấy đưa ra cái dữ kiện là thổ thì mình nghĩ là chắc cất cái giọng là một cái là phải giống như cỡ Hồng Ngọc á, cái giọng mà trầm khàn nằm đâu sâu dưới lòng đất á. Nhưng mà không, một cái giọng cũng rất là nhẹ nhàng, vừa đủ ấm áp, vừa đủ tình cảm và vừa đủ cái sự tinh tế trong đó. Và em thả hoàn toàn cái cảm xúc, cái hồn của em vào trong bài hát. Với một cái người mà cái tai nghe âm nhạc nó cũng bình thường nhanh thì như đó thôi đã là quá hay, là quá đã rồi em. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn Nghĩa. Khi mà em hát thì anh thấy được cả tất cả cái tâm tư tình cảm của em đặt vào trong bài hát. Nó nhẹ nhàng, nó không có bị gào thét và nó cũng quá bị đau khổ quy lụy. Và một cái điều anh thích đó là em hát nó vừa đủ để cho người ta nghe, người ta cảm nhận được cái sự rung động. Và nó cũng không quá gọi là quá khó đối với em. Anh thấy rằng em hát nó dễ dàng, nó không có gì gọi là gồng lên cả. Và một cái điều đặc biệt mà anh thích đó là tất cả những câu xử lý của em về phía sau thì nó đều rất là đắt.
mỗi lần như vậy là anh đều wow lên, tại vì nó vừa đủ để cho người ta cảm nhận được rằng là nó ép phê ở những câu hát, câu phiêu đó. Tôi nghĩ đây là một bài hát rất là cuốn hút, và giọng của bạn đã làm rất tốt bài hát này. Thấy em hát theo suốt. Dạ vâng. Em xuống đây hát chung với Yến một đoạn đi nào. Hát đi con Lâm ơi, hát đi con, trời ơi. Phải đêm qua thức trắng để gắp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hạt nhiều màu. Kiếp sáng mang đèn làm qua cô sâu, sợ mai kia sương phai hoa úa ao nhau. Anh đợi em, anh trọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy anh đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lăn la hỏi thăm, lén vào trong đi khẽ ước trong. Giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát này. Xin mời. Đây là giây phút sau cùng trước khi Khanh công bố kết quả chung cuộc của đêm nay. Và ở thời điểm này thì anh Quang Hà đang sở hữu tiếng hát của chị Anh Thúy với số tiền đấu giá là 30 triệu đồng. Và chị Anh Thúy đang nhận được 93 điểm là lượt bình chọn của khán giả tại trường quay. Và chị Hồng Vân đang sở hữu tiếng hát của Trương Bảo Yến chỉ với 24 triệu mà thôi. Và không biết là Trương Bảo Yến nhận được bao nhiêu điểm. Như Khanh đã chia sẻ rồi, nếu như hai số điểm bằng nhau thì ba nhà đấu giá còn lại sẽ hội ý và đưa ra một đáp án. Số điểm là... 3 lâu rồi chưa có trường hợp bằng nhau. Ai sẽ là người chiến thắng trong đêm nay? Oh! 95 điểm. Chúc mừng. Chúc mừng Trương Bảo Yến. Trương Bảo Yến là giọng hát giành chiến thắng trong đêm nay. Thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình và tất cả những ai tham gia chương trình, gửi lời cảm ơn đến chị vì dù công việc có bận rộn như thế nào thì vẫn luôn luôn dành thời gian cho âm nhạc và đặc biệt là sự yêu thích đối với chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Và chúc mừng cho Trương Bảo Yến một lần nữa, bạn là tiếng hát giành chiến thắng trong đêm nay và nó có 24 triệu đồng. Chúc mừng chị Hồng Vân cũng có 6 triệu. Thưa quý vị, ngay bây giờ hãy cùng Khanh gặp lại 4 giọng hát trong đêm nay. Họ sẽ thể hiện lại ca khúc đầu tiên của chương trình. Xin mời! Trên lá, à, 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 à. Mưa
quý vị, chương trình Sàn Chỉ Giọng Hát đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với chúng tôi trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau trong đêm nay. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 20 giờ thứ bảy trên kênh VTV3, Sàn Chỉ Giọng Hát do Đài Truyền Hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega CS thực hiện. Xin chào quý vị ạ.